Chào mừng các bạn trở lại với kênh Cờ Tướng Bà Rịa. Hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn giang cờ giữa Kinh Thành Tiểu Hiệp Hà Văn Tiến và Khiết Đan Tiểu Tướng Nguyễn Minh Nhật Quang tại vòng tứ kết giải Cờ Tướng Điện Biên Phủ mở rộng 2021. Ở vòng tứ kết vẫn áp dụng nội dung cờ nhanh, tuy nhiên ở đây phải đánh chạm 3. Đây là ván thứ 2 sau khi hòa nhau ván đầu tiên. Mời các bạn xem ván thứ 2 hậu thủ rất hay của Kinh Thành Tiểu Hiệp Hà Văn Tiến. Chị
将军。 将军。 吃。
将军。 Tướng Năm Bình Sáu. Đến đây thì Khiết Đan tiểu tướng Nguyễn Minh Nhật Hoàng đã buông cờ chịu thua. Nếu như xuống tướng thì lập tức đen sẽ chơi mã 5 tấn 3. Đến đây tướng đỏ đã bị khống chế và cả tượng đỏ, cho nên hình cờ này chắc chắn phải thua. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu thấy hay xin hãy like, đăng ký và chia sẻ để nhận video mới.